pha mộc cam. Mộc cam được ưa thích của giới trẻ, cuối cùng đã tái xuất trở lại sau hơn một năm rưỡi vắng bóng trên mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam là Way Alpha. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem Way Alpha màu cam phiên bản 2018 có gì mới. Như tập thể chúng ta có thể thấy dễ dàng nhận thấy là Way Alpha màu cam 2018 có thiết kế và trang bị tương tự như tất cả các phiên bản, tất cả các màu còn lại của Way Alpha 2018. Tuy nhiên, nổi bật nhất, được giới trẻ ưa chuộng nhất chính là màu cam đã tái xuất với màu cam ở chắn bùn, yếm xe, mặt đầu xe và thân xe. Đó là khác biệt lớn nhất và cũng là gần như duy nhất của Way Alpha màu cam. Màu sắc đang khiến giới trẻ phát sốt, bởi vì theo chúng tôi được biết là dù vừa mới xuất hiện tại đại lý nhưng Way Alpha màu cam đã được rất nhiều đại lý ở các tỉnh đang bán với giá đâu đó khoảng 20-21 triệu đồng, trong khi đó ở Hà Nội có khoảng tầm 18,5 đến 19 triệu đồng. Chỉ có 5.000 xe được bán ra thôi các bạn ạ. Way Alpha màu cam thì chúng ta có thể thấy ngoài cái thiết kế màu cam thì chúng ta có thể tem mới với cái dòng chữ Limited Edition, tức là cái phiên bản giới hạn 5.000 xe trên toàn quốc, và Honda Việt Nam đã cho đấu giá, tức là đặt quyền mua xe từ cuối tháng giữa tháng 7 đến nay, chứ không phải là chúng ta có tiền mà mua được. Nhưng thực tế thì với cái giá trả cao hơn, chúng ta có thể mua tặng trực tiếp được, không thể chờ phúc thăng đó. Way Alpha 2018 phiên bản màu cam là một trong những cái mẫu xe được mong chờ, bởi đơn giản là màu cam của phiên bản cũ, phiên bản động cơ 100 phân khối đã dừng sản xuất từ đầu năm 2017, khi mà chiếc Way Alpha 110 ra mắt. Giới trẻ khi đó và cho đến bây giờ vẫn liên tục tìm hỏi, tìm mua cái màu cam, và cái giá trên thị trường hiện nay, nếu đại lý nào còn giá bán của Way Alpha 100 màu cam, nó lên tới khoảng 27 đến 30 triệu đồng. Trong khi đó màu thường, màu đỏ chẳng hạn, cũng phải đến 23 đến 25 triệu đồng. Một mức giá rất cao đối với một chiếc xe số mà giá đề xuất chỉ có 17 triệu đồng ở phiên bản cũ và 17 triệu 800 ở cái phiên bản mới này, phiên bản 20 thế hệ mới 2018 sử dụng động cơ 110. Mặc dù là động cơ 110 có khá nhiều ý kiến của độc giả, của các bạn trẻ là chê và nói là không bền, không đẹp bằng động cơ 100, nhưng thực tế thì doanh số bán của Way Alpha 110 lại cao hơn rất nhiều so với Way Alpha 100 trước đây. Theo số liệu của Honda Việt Nam công bố thì trong 3 tháng gần đây nhất, tháng 5, tháng 4 và tháng 6 này, thì họ bán trung bình đâu đó khoảng tầm 36 đến 38 ngàn xe mỗi tháng. Có nghĩa là mỗi đại lý bán trung bình khoảng 40 đến 50 xe Way Alpha mỗi tháng, là một con số rất là cao đối với xe số đó. Và mức độ này tăng khoảng đâu đó khoảng 20% đến hơn 20% so với của Way Alpha cùng kỳ năm ngoái. Mức độ tăng trưởng ngày càng cao chính là cho thấy là dù có trên chăng nữa, nhưng Way Alpha vẫn là một cái lựa chọn rất là giá trị trong phân khúc xe số phổ thông giá rẻ hiện nay. Đặc biệt là ở thời điểm này, Way Alpha nói chung và kể cả là Way Alpha màu cam này, nếu mà các bạn mua xe thì các bạn sẽ được những gì? Các bạn sẽ được tặng thẻ điện thoại 500.000 đồng, cùng với đó là nếu bạn mua trả trực tiếp thì không nói làm gì, nếu trường hợp bạn mua trả góp, bạn hoàn toàn có thể được hỗ trợ lãi suất rất tốt. Trường hợp bạn chứng minh được thu nhập, bạn có thể trả trước 0 đồng và chỉ cần trả tiền trước tiền đăng ký của xe. Còn trường hợp nếu bạn không cần chứng minh thu nhập, bạn chỉ cần chứng minh thư và hộ khẩu thì bạn cũng có thể trả trước 20% để hưởng lãi suất 1% một tháng. Đây là một lãi suất rất là ưu đãi và hấp dẫn đối với cái thị trường xe máy cho vay trả góp hiện nay, tức là 12% một năm đấy. Đấy, như vậy là rõ ràng cơ hội sở hữu xe Way Alpha hiện nay đang khá tốt. Chưa kể đến là giá xe cũng đang ở mức thấp nhất trong năm. Hiện nay giá xe theo khảo sát của Autobuy Hà Nội, Way Alpha có khoảng tầm 17 triệu đồng và tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 17,2 triệu đồng, tức là giá này là giá chưa giấy, và giá bao giấy tại Hà Nội thêm khoảng 3,5 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh khoảng
gần 3 triệu đồng. Đó, đấy là những cái thông tin sơ bộ về chiếc Way Alpha và chiếc Way Alpha màu cam này. Chúng ta có thể thấy là đơn giản, chỉ cần một màu sắc thôi đã làm thay đổi rất tất cả. Nhiều đại lý Honda cho biết rằng là họ đang thăm dò cái diễn biến và phản ứng của thị trường, và thực tế thì cái mẫu xe này là một mẫu xe máy sản xuất ra để bán, nhưng Way Alpha màu cam này họ nói không cần phải để bán. Nói như vậy là có nghĩa rằng là hơi hình tượng một chút, có nghĩa là họ hoàn toàn có thể găm lại để đến cuối năm hoàn toàn có cái mức giá cao hơn rất nhiều, 20, 21, 22, và như vậy thì họ đang trông chờ cái phản ứng của người tiêu dùng để có thể định giá cái sản phẩm, một cái sản phẩm giới hạn của Honda Việt Nam 5.000 xe trên toàn quốc và không sản xuất hơn, chỉ có 5.000 xe. Và lý thuyết là phải đặt xe, phải đối giá cái quyền mua xe thì chúng ta trả cao và chúng ta sẽ mua được ngay. Đấy là hiện tượng đang chưa bán chính thức, nhưng chúng ta có thể có được cái diễn biến về cái thị trường như thế. Về thông số kỹ thuật của xe thì Way Alpha màu cam phiên bản 2018 cũng không có gì khác biệt so với tất cả các màu còn lại của Way Alpha 2018, với cái thiết kế và trang bị và thông số kỹ thuật tương tự. Phần đèn pha và đèn xi nhan vẫn là cái dạng sợi đốt. Phần trước cũng vậy, vành xe vẫn là vành 17 inch với kích cỡ là lốp là 70/90-17. Vành nan hoa, không có phiên bản vành đúc, và phanh là phanh dạng phanh cơ, phanh hay là gọi là phanh đùm theo cái tiếng nói của miền Nam. Đấy. Và phía sau thì cũng vậy, phía sau thì xe cũng sử dụng phanh cơ và vành nan hoa. Kích cỡ lốp thì là 80/90-17. Giảm sóc trước của xe vẫn là dạng ống lồng, và ở giảm sóc sau thì là dạng lò xo trục, tương tự như tất cả các cái màu khác của Alpha, thiết kế đơn giản và cơ bản nhất để cho có thể giá thành tốt nhất. Trái tim của xe vẫn là cái khối động cơ 110 phân khối cho công suất cực đại là 8,2 mã lực tại 7.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại là 8,44 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, đi cùng với hộp số tròn 6 cấp là cái hộp số trang bị phổ thông đối với tất cả các cái mẫu xe phổ thông từ Way Alpha, Way Blade, Way RSX hay là Future. Đây là cái mẫu xe phổ thông. Trang bị phía trước thiết kế cũng không có gì đơn giản nhất, với các cái nút điều khiển ở mức cơ bản, mặt đồng hồ hiển thị các cái thông số về tốc độ và lượng xăng còn lại. Kia đồng hồ dạng kim chỉ. Các cái phím điều khiển cũng ở mức đơn giản nhất, nút đề, xi nhan, còi, đèn xi nhan. Gương này cũng sử dụng chung với tất cả các cái mẫu xe số. Cốp xe chúng ta có thể mở ra. Ở đây là một cốp nhỏ nhỏ có thể được cái áo mũ, không thể đủ mũ bảo hiểm nữa đâu. Bình xăng này nhớ sắp yên. Quá sơn. Chúng tôi thử nghe tiếng nổ của đây là khối động cơ mà theo Honda Việt Nam là tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 10% so với thế hệ cũ, động cơ 100 cũ, nhưng mà lại khỏe hơn khoảng 7%.
Nếu mà cần đi trước thì rõ ràng là đây là những cái thiết kế rất ưu việt hơn hẳn. Tuy nhiên là cũng rất nhiều bạn trẻ rất là nhớ cái thiết kế và cái chất động cơ 100 thay vì 110 như hiện nay trên Toyota Alfa. Tuy nhiên là cho đến hiện tại thì Honda cũng chưa có cái kế hoạch cân lại cái động cơ 100 trên Toyota Alfa. Nên là chính vì thế giá của tất cả những cái xe Toyota Alfa còn sót lại trên thị trường 100 còn sót lại trên thị trường đều đang rất cao. Tôi xin nhắc lại là nếu cái màu đỏ thông thường hiện nay nếu còn có khoảng 23-25 triệu đồng, trong khi đó màu cam với Alfa màu cam 100 khoảng tầm 27-30 triệu đồng ở các tỉnh, riêng ở các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn thì không còn hàng, chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ có hai hình thức khởi động là khởi động bằng nút đề đây và khởi động bằng cần khởi động ở phía dưới, không có bọc cao su như trước đây.